Dự báo thời tiết chiều và đêm 11 tháng 4. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ.